có cần anh phải nhắc, đây không phải là chuyện quá khứ nữa. Hôm lên ba em ngồi với ai, và đến khi về nhà em nhầm chồng em với ai, đừng bảo với anh là người giống người. Bây giờ thì anh đã biết vì sao trong lòng em không có những người thân của anh rồi. Có khi ngay cả anh chả tồn tại. Bởi vì trong tim em không có anh, em cũng chưa từng yêu anh, cho nên em lấy hai ai là đụng chạm vào ai cũng thế thôi. Đêm hôm đấy với em, anh chỉ là người thay thế đúng không? Có nghĩa là chúng mày vẫn chưa có dấu vết gì của thằng chiến chó. Ngoài bám theo lọ sinh, bọn em lùng sục khắp nơi, chưa tìm được gì. Em nghĩ thằng chiến nó chết rồi anh ạ. Sống thì thấy người, chết thì thấy xác. Làm đi. Dạ. Mày nghĩ gì về thằng công quả này? Trước kia nó là quân của thằng chiến chó, em sợ chúng nó vẫn còn nể nang nhau anh ạ. Loại nó đi. Vâng ạ. Thằng Sinh vẫn cố đấm ăn xôi bám trụ lại cái đất này. Mày bách nó ra khỏi đây. Vậy em cho nó lặn luôn anh ạ. Làm được, tao đã làm rồi. Mày cứ cho nó biến khỏi thành phố này là được. Dương. Anh. Sao anh gọi điện em không nghe máy? Em thế nào rồi? Bây giờ ở đâu? Em ổn. Xin lỗi anh vì không liên lạc với anh. Em sợ chị hiểu lầm. Nếu chị nói gì quá lời thì anh xin lỗi nhá. Trong tình huống đó, nếu em là chị, em cũng sẽ làm như vậy thôi. Anh đừng trách chị nhá. Anh có thể giúp gì cho em không? Không cần đâu anh ạ. Mai em sẽ về quê nghỉ vài hôm, rồi sẽ tìm một công việc mới. Em bảo với anh là em thích công việc đầu bếp, thì tại sao lại muốn tìm công việc mới? Ban đầu không phải vậy đâu. Em đi học đầu bếp chỉ để kiếm một cái nghề, cho đến khi gặp anh, em mới thực sự thấy nó thú vị. Khi nấu ăn em được sáng tạo, được tỏa sáng, dù chỉ là trong một gian bếp nhỏ. Thế thì đừng bỏ. Anh nói thật, phí lắm. Em có khả năng mà. Em nghĩ đam mê phải từ bỏ thôi anh ạ. Bây giờ em phải sống được đã. Thôi thế này đi, anh có một người bạn, anh cũng rất là giỏi. Anh có một nhà hàng thì anh sẽ giới thiệu em vào đấy làm. Em vừa có việc làm, lại không phải từ bỏ đam mê. Em thấy thế nào? Cảm ơn anh, nhưng em sẽ không làm phiền anh nữa đâu. Đừng từ chối vội. Em cứ về nhà suy nghĩ đi. Bây giờ cũng muộn rồi, anh đi đã. Anh gọi điện thì nhớ nghe máy. Tôi đã nói với cô thế nào?
đừng bao giờ có ý định chen chân vào gia đình tôi. Ôi chị Thi, em không nghĩ là mình được chị quan tâm nhiều thế cơ đấy. Cô thiếu tự trọng thật đấy, vẫn cố tình gặp để ve vãn chồng tôi. Ô, chị vẫn còn nhớ mình có một người chồng cơ à? Tôi thực sự tò mò không hiểu vì sao chị lấy anh Huy. Chị đâu có yêu anh ấy. À, chị lấy anh ấy vì tiền. Một người đầy tham vọng như chị thì tình yêu đâu có quan trọng gì. Ăn nói cho đàng hoàng. Tôi cảnh cáo cô, nếu như cô còn bày trò để phá vỡ hạnh phúc gia đình tôi sẽ không để cho cô yên đâu. Chị quá tự tin rồi đấy. Vậy thì cứ thử đi, rồi cô sẽ biết tại sao tôi lại tự tin thế. Chị giữ anh ấy vì cái gì? Vì anh ấy có tiền hay vì anh ấy yêu chị vô điều kiện? Thế nếu như anh ấy nghèo, cô có bám theo anh ấy không? Cô nói đúng rồi đấy. Tôi giữ anh Huy vì anh ấy yêu tôi vô điều kiện. Bởi thế cô cần phải tôn trọng tình cảm của vợ chồng tôi. Chị buông tha anh ấy đi. Vì chị không yêu, không hiểu anh ấy, trong khi anh ấy cần một người thực sự thấu hiểu, cảm thông được cho anh ấy. Nếu không làm được thì bỏ đi. Cô có vẻ không biết sợ nhỉ. Muốn gì thì làm đi. Không phải thách, cứ đợi đấy. Năm này chắc con buồn về mẹ nhiều lắm hả? Từ trước đến nay mẹ cứ suy nghĩ rằng tất cả những việc mẹ làm đều là vì hạnh phúc của các con mẹ. Nhưng mẹ đã nhầm. Cảm ơn con đã mang lại hạnh phúc cho con trai mẹ. Mẹ còn đau tay không? Thật ra con cũng rất áp lực khi về làm dâu nhà mình. Nhưng mà con lại may mắn vì được anh Long, được bà, được bố yêu thương nên con mới có động lực để tin là một ngày nào đấy mẹ sẽ chấp nhận con. Con thành công rồi đúng không mẹ? Cảm ơn con. Cảm ơn mẹ.